Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì như các anh chị cũng đã biết thì mấy hôm nay bên Tuyền về rất là nhiều các dòng xe 7 chỗ và bên Tuyền bán đi cũng rất là nhanh. Hôm qua bên Tuyền, chiều tối hôm qua Tuyền có quay cho mọi người xem chiếc Etiga đời 2019 đó, thì sáng hôm nay thì đã có một anh khách lên đặt cọc rồi các anh chị. Thì hiện tại bên Tuyền nếu mà nói về 7 chỗ là Tuyền còn Xpander số tự động đời 2019 nè. Và bên Tuyền mới vừa về lúc sáng chiếc Innova bản G đời 2019 mới đi có 10.000 thôi. Giá của chiếc đó là 688 triệu các anh chị. Và đặc biệt là chiếc xe 7 chỗ bên cạnh Tuyền các anh chị, Toyota Avanza phiên bản 1.5 số tự động đời 2019 nha. Xe này đăng ký lần đầu là cuối năm 2019, lần tháng 12 được các anh chị. Thì đi mới có 24.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên Tuyền đang bán với giá là 495 triệu. Nếu mà các anh chị nào có theo dõi bên kênh của Tuyền thì sẽ biết cách đây khoảng 1-2 ngày là Tuyền có chiếc Avanza đời 2020 màu trắng. Thì chiếc đó Tuyền mới vừa về được tầm khoảng nửa ngày thì Tuyền đã bán rồi. Cho nên nếu mà các anh chị nào mà mua hộp chiếc xe màu trắng kia thì có thể là tham khảo thêm chiếc này nha. Rồi bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe trước nha. Xe này thì được sở hữu nước sơn là màu bạc ha các anh chị ha. Chiếc kia màu trắng, chiếc này màu bạc. Nước sơn Tuyền thấy còn rất là liền lạc nè, rất là mới ha, không có bị trầy xước gì nhiều hết các anh chị. Tuy nhiên một chiếc xe đã qua sử dụng thì mình cũng thể nào mình yêu cầu nước sơn còn nguyên zin nha, còn mới 100% được ha. Trầy xước hay là nó có giảm tước ở một vài chỗ thì nó không là vấn đề gì hết nha các anh chị nha. Ở đây thì Tuyền sẽ báo tình trạng cụ thể xe cho các anh chị biết luôn, ví dụ chỗ nào nó có mớp hay là nó có bị trầy thì sẽ báo luôn. Rồi xe này biển số Sài Gòn nha, 51H70612 ha. Xe này biển Sài Gòn cho nên nếu mà các anh chị nào mình là ở Sài Gòn mình lấy chiếc này thì mình tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nha. Rồi cho các anh chị nhìn cận phần nước sơn dùm Tuyền luôn. Xe này đều là 5 vỏ zin theo xe hết nha các anh chị nha. Lớp dự phòng là chưa chạm đất luôn các anh chị. Ở đây thì Tuyền thấy có xước xát nhỏ ở phần này ha các anh chị ha. Cái này thì không sao, đánh bát ra hết à. Này trên này thì cũng xước xước nhẹ nhẹ thôi. Nói chung là nó không ăn sâu vào phần nước sơn đâu. Cái đó thì mình để vậy mình chạy được các anh chị. Không sao hết, bình thường ha, không có xấu xe mình đâu. Rồi lớp dừa, lớp xe này các anh chị, độ gai gió thì thấy cũng rất là sâu nha. Đi hai mấy ngàn là đi không có nhiều đâu. Vỏ này vỏ đun lót ha. Mâm thì tìm thấy cũng không có bị trầy xước gì hết các anh chị, rất là mới đó. Đây vỏ này là vỏ 2019 nè các anh chị, vỏ xin theo xe nha. Đăng kiểm thì còn tới tháng 6 năm 2022. Đường bộ thì đã hết rồi, nhưng mà cái đó thì không sao, các anh chị cứ đi bình thường. Khi nào mình đi đăng kiểm lại rồi mình đóng đường bộ luôn không sao hết nha. Ở đây thì có dán phim nè, có viền che mưa nha các anh chị. Rồi cho các anh chị kiểm tra keo chỉ giùm Tuyền luôn. Xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nha, không đại tu động cơ và hộp số bao các hãng, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Và ngoài ra khi bán xe ra thì bên Tuyền có bảo hành riêng cho các anh chị 3 tháng hoặc là 5.000 cây động cơ và hộp số nữa, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Phía sau này thì Tuyền thấy có xước nhẹ miếng chỗ này, với nó hơi bị ấn ấn mấp mấp giống như cái đồng tiền nhỏ nhỏ, các anh chị không sao hết á đó. Rồi phía sau này thì đây lớp dự phòng nha các anh chị nha, lớp dự phòng và gầm đó còn rất là mới. Trên này thì có camera hành trình phía sau á các anh chị đó. Thì xe này Tuyền chưa thấy có cảm biến lùi nha, không có cảm biến lùi ha. Rồi trước tiên thì nhìn dùm Tuyền phần ốc cốp trước nha. Bốn ốc cốp còn nguyên nha, keo chỉ ha các anh chị ha, keo chỉ nguyên zin đó. Xe này mua cuối năm 2019 ha, đi mới hai mấy ngàn. Dạo gần đây bên Tuyền về 7 chỗ lướt rất là nhiều các anh chị, đi 1.000 cũng có, 10.000 cũng có ha, mấy ngàn cũng có ha. Thì rồi đây cái sàn này thì anh chủ trải sàn simili trải ra phía sau cốp luôn các anh chị, cho các anh chị nhìn cái phần nhựa bên đây giùm Tuyền ha. Tuyền thấy rất là mới, không có bị trầy xước á đó. Có hộc để ly chỗ này thì nó có hơi dơ một tí nè đó, tại vì do xe này mới về Tuyền chưa có vệ sinh gì hết. Cái này các anh chị vậy, anh chị vệ sinh nó ra không có vấn đề gì hết ha. Ghế này thì Tuyền đang gặp lại đó. Rồi bây giờ mình bước vào trong mình kiểm tra phần nội thất nha. Xe này mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của nó hay tầm khoảng 7.5 đến 8 lít các anh chị. Ghế nỉ nguyên zin nha các anh chị ha, ghế nỉ nguyên zin. Tuyền thấy chất nỉ thì cũng còn rất là mới, cũng không có bị dơ gì hết. Cái này các anh chị nào mà mình thích á, thì mình về mình bọc lại ghế da, còn không thì cứ để vậy sử dụng thôi nha các anh chị nha. Sàn thì sàn simili, trần thì đã được bọc ni lông cho mình rồi.
thì đều có hộc gió làm mát cho mình ở hàng ghế phía sau ha. Rồi, Tiên tiến vào khoang lái nha. Rồi, trước tiên thì nhìn giùm Tiên cái phần vô lăng trước nha. Vô lăng Tiên thấy cũng rất là mới nè, không có bị trầy xước gì hết á. Đây những cái nút bấm nè, đó, không có bị mờ chữ mất số gì hết nha các anh chị nha. Đây đi 23.957 km ha các anh chị ha. Trên này thì có trang bị cho mình màn hình nè, các anh chị nhìn sơ phần nội thất phía này giùm Tiên ha, còn số cũng rất là mới nha. Đó, bên này thì có trang bị cho mình cái camera nè, camera hành trình trước sau ha. Rồi, hộc gió. Xe này thì mình vẫn sử dụng là chìa khóa cơ nha các anh chị nha. Có nút lóc cửa cho mình ha. Đó, có trang bị thảm táp lô rồi nước hoa, nói chung là anh chủ cũng khá là chăm chút cho cái xe đó các anh chị. Bây giờ Tiên sẽ tắt máy nha, mình tiến về phía trước mình kiểm tra phần động cơ nha các anh chị nha. Quan trọng vẫn là động cơ ha, mới nhưng quan trọng cũng phải coi sơ cái động cơ nha các anh chị. Rồi, ốc của nắp carbon, keo chỉ carbon nguyên zin. Đó, Tiền chưa có thấy dấu hiệu tháo mở nha các anh chị nha. Nhìn xuống phần xương giùm Tiền luôn ha. Đây, xe bên Tiền thì bao test hãng thoải mái nha các anh chị. Đây, rồi nhìn sơ vào phần ốc máy giùm Tiền ha. Đây, còn sơn phết nè, đó, ốc còn sơn nguyên zin luôn các anh chị. Đó, ốc ác nè, đó, nhìn ốc mà mê luôn nha các anh chị. Xe bên Tiền thì bao test thầy thợ hay là test hãng gì thoải mái nha. Các anh chị nào mình có người thân trành về xe thì cứ dẫn tới kiểm tra xe thoải mái nha. Còn nếu mình muốn chắc nữa thì mình mang ra hãng mình test là chắc nhất ha các anh chị nha. Rồi bây giờ Tiền nhắc là thông tin chiếc xe này một lần nữa ha. Thì bên cạnh Tiền đây là chiếc Avanza phiên bản 1.5 số tự động đời 2019, đi được 24.000 km rồi. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 495 triệu. Giá đây Tiền báo thì sẽ bớt cho các anh chị tí lọc khi mà đến xem xe trực tiếp nha. Nếu như mà các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhớ liên hệ cho Tiền qua số điện thoại bên dưới ha, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ là 642B quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì xe này đời cao cho nên là bên Tiền có hỗ trợ các anh chị nhà mình vay ngân hàng luôn ha. Mình vay được 70% dựa vào định giá của ngân hàng nha. Nhưng mà Tiền chỉ nhận các anh chị ở hộ khẩu lân cận Sài Gòn thôi, như là Long An, Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh thôi. Còn các anh chị mở tỉnh xa thì thông cảm giúp Tiền, vì thời điểm này Tiền chưa có thể hỗ trợ các anh chị nhà mình vay được nha. Còn nếu như mà các anh chị nào mà mình ở tỉnh xa, mình không có thể lên xem xe trực tiếp liền được, thì có thể là xem qua cái video chi tiết xe bên Tiền nè. Sau đó thì anh chị em mình sẽ thương lượng ha, xong rồi mình sẽ chuyển khoản cho bên Tiền trước tầm khoảng 20 triệu thôi. Tiền sẽ vận chuyển cái xe này về tới tận nhà cho các anh chị nhà mình kiểm tra xe nha. Nếu đúng như những gì bên Tiền cam kết, đúng như những gì bên Tiền làm video, thì lúc đó mình mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại ha các anh chị ha. Thì sẵn đây Tiền cũng sẽ đi sơ mấy chiếc xe 7 chỗ hiện tại bên Tiền đang có cho các anh chị nhà mình xem luôn nhé. Rồi, mình đi qua chiếc này đi, chiếc này rất là hot luôn các anh chị. Bữa giờ các anh chị nào mà mình đang cần tìm mua cái dòng Innova thì hôm nay thấy video của Tiền thì phải tranh thủ nha. Mấy chiếc xe hot hot như thế này thì bên Tiền về thì bán rất là nhanh. Rồi, Innova phiên bản 2.0G số tự động đời 2019 các anh chị, xe này mới đi có 10.000 km thôi. Thì chiếc xe này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 688 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe này Tiền có quay một cái video chi tiết xe riêng rồi á, nên là nếu mà các anh chị nào mà mình thích chiếc này thì liên hệ Tiền đi, Tiền sẽ gửi một cái video chi tiết xe riêng cho các anh chị nhà mình xem ha. Đó, vì đây là cái Tiền chỉ đi sơ cho các anh chị nhà mình xem thôi. Rồi, ghế thì ghế da tông màu đen và màu da các anh chị, màu nâu ha. Sàn thì sàn simili, trần thì nguyên bản ha, có những cái đèn led nè các anh chị. Đời 2019 là ở phía trên trần nó có đèn ha, rất là đẹp. Đó, màn hình zin theo xe ha, ốp những cái vân gỗ rất là sang luôn các anh chị. Đó, xe 10.000 như một chiếc xe mới ha các anh chị ha. Rồi, các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhớ liên hệ cho Tiền nha. Năm vỏ đều là năm vỏ zin theo xe. Rồi Tiền còn chiếc 7 chỗ nữa, mình đi vào phía trong ha. Đợt này 7 chỗ bên Tiền về rất là nhiều và bán cũng rất là nhanh luôn. Các anh chị nào mà đã thích một chiếc xe nào đó bên Tiền rồi thì mình tranh thủ nha. Chứ còn mà chần chờ suy nghĩ thêm một hai hôm nữa thì khi quay lại bên Tiền bán mất tiêu thì lúc đó lại tiếc nuối ha. Rồi, thì bên cạnh Tiền đây là chiếc Xpander số tự động đời 2019, đi mới có 30.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang giảm giá cho các anh chị với giá là 525 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe này biển tỉnh 68 Kiên Giang ha các anh chị ha. Bên Tiền thì có bao rút hồ sơ và hỗ trợ các anh chị nhà mình sang tên trên toàn quốc nha. Cho nên là các anh chị
yên tâm, không có rắc rối về phần giấy tờ đâu ha. Bên Tiền sẽ hỗ trợ các anh chị làm hết. Các anh chị chỉ việc ở nhà và nhận cà vẹt xe thôi. Rồi, xe này thì ghế da trần nguyên bản, sàn thì sàn simili, xe màu đen, nội thất màu kem ha, rất là sáng. Đó. Xe này xe gia đình nha các anh chị nha, xe gia đình một chủ từ đầu tới nay luôn. Thường ít bender á, thì mấy cái xe mình, mấy anh chị mà hay kinh doanh á thì mua ít bender kinh doanh rất là nhiều, nhưng mà xe này là xe gia đình một chủ từ đầu tới nay luôn, không có kinh doanh. Thì nãy giờ Tiền cũng đã đi sơ hết những cái xe 7 chỗ hiện tại đang có mặt sẵn tại bên Tiền rồi ha. Nếu mà các anh chị thích chiếc nào hoặc là quan tâm tới chiếc nào thì cứ liên hệ với Tiền đi, thì sẽ gửi một cái video chi tiết xe riêng cho các anh chị nhà mình xem ha. Thì ngoài những chiếc xe 7 chỗ đó thì hiện tại bên Tiền đang có những chiếc xe 5 chỗ về cũng rất là nhiều. Giá thì mềm cũng có các anh chị, giá tầm khoảng 300 mấy cũng đã có xe ha, 200 mấy thì cũng có xe luôn. Nếu như mà các anh chị cần tìm mua một chiếc xe như thế nào thì cứ liên hệ với Tiền, Tiền sẽ tư vấn cho các anh chị nha. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nãy giờ đã theo dõi hết cái video của Tiền ha. Đừng quên cho Tiền xin một like và một lượt đăng ký nha, để những cái xe nào mà mới nhất bên Tiền về thì các anh chị là người đầu tiên xem được ha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.